Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh bò hấp, một món bánh đã khá quen thuộc đối với người dân miền Tây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm món bánh bò hấp này nhé. Để làm được món bánh bò hấp này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 240g bột gạo, 65g bột năng, 190g đường cát trắng, 120ml nước, 5g men nở, một chút tinh dầu vani, một chút xíu muối trắng, 300ml nước cốt dừa, 100ml nước cốt củ dền để mình làm màu đỏ, 100ml nước cốt lá dứa để mình làm màu xanh. Tất cả các nguyên liệu thì các bạn có thể đặt mua ở cái đường link mình đã dẫn ở dưới video nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh bò hấp này. Đầu tiên thì mình sẽ cho 240g bột gạo vào trong một cái tô. Mình sẽ cho vào cùng 65g bột năng mình đã chuẩn bị sẵn, 190g đường, một chút xíu muối và 5g men nở. Hôm nay mình dùng loại men nở dùng liền các bạn nhé. Một gói men nở này có trọng lượng là 10g và có giá bán lẻ là 2.500. Bây giờ mình sẽ cho 5g men nở vào trong tô bột. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp bột, đường và men nở này lên. Sau đó mình sẽ cho nước vào và trộn đều với bột. Lúc này các bạn có thể dùng tay để nhào bột nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho từ từ nước cốt dừa vào. Cho khoảng 100ml nước cốt dừa vào trước nhé. Và các bạn nhào bột. Các bạn nhào cho đến khi bột của mình thật là mịn. Các bạn nhào khoảng chừng 15 đến 20 phút cho bột thật là mịn nhé. Bột này các bạn nhào được càng lâu thì khi mình làm bánh càng ngon. Mình nhào bột cũng khoảng chừng được 20 phút rồi đấy, bột của mình đã rất là mịn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa còn lại vào. Khuấy đều lên. Bây giờ thì mình sẽ chia cái bột này ra làm hai phần. Một phần bột thì mình sẽ cho nước cốt của củ dền vào. Wow, củ dền có màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ. Và mình đã có phần bột màu hồng rất là đẹp mắt. Phần còn lại thì mình sẽ cho nước cốt lá dứa vào để có phần bột màu xanh.
mình sẽ cho thêm vào 2 tô bột một chút tinh dầu vani. Bạn nào mà không có lọ tinh dầu vani nước này, các bạn có thể sử dụng vani dạng ống hoặc bột cũng được nhé. Mình chia sẻ thêm một chút là đối với cái nước cốt củ dền này thì cứ 100g củ dền các bạn cho 100ml nước vào xay cùng nhé. Còn đối với lá dứa thì mình xay, nếu mà các bạn muốn màu xanh đậm thì các bạn cho nhiều lá dứa, như là 50g lá dứa với lại 100ml nước để lá dứa có màu xanh đậm. Bây giờ các bạn có thể dùng nắp nồi hoặc là màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại và ủ trong khoảng chừng 2 đến 3 tiếng. Các bạn có thể phơi nắng được thì càng tốt nhé. Nhưng mà với thời tiết mùa hè nắng nóng như thế này thì theo mình nghĩ chỉ cần bọc màng bọc thực phẩm lại để ủ ở nhiệt độ phòng bình thường là đã được rồi. Và mình sẽ để ủ bột trong khoảng chừng 3 tiếng. Và đây là bột của mình sau khi đã ủ được 3 tiếng. Các bạn có thể nhìn thấy này, bát bột nó nổi những cái bọt khí lên đấy. Nghĩa là bột của mình nó lên men đấy các bạn. Các bạn ủ ít nhất được khoảng 2 tiếng nhé. Mình sẽ gỡ cái màng bọc thực phẩm ra. Vào khuấy đều bột lên. Bây giờ thì mình sẽ cho bột vào khuôn và để hấp nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây các cái khuôn. Mình sẽ thoa đều lên khuôn một chút dầu ăn để lát nữa mình lấy bánh ra được dễ dàng. Các bạn mà không có khuôn giống mình, các bạn có thể tận dụng cái khuôn làm bánh phở lan để mình hấp bánh cũng được nhé. Bây giờ thì mình sẽ rót bột vào trong các cái khuôn này. Các bạn rót bột vừa phải, khoảng 2 phần khuôn thôi. Không nên rót đầy quá tại vì lát nữa bánh của mình còn nở ra nữa. Mình sẽ xếp luôn các cái khuôn này vào xưởng hấp nhé. Mình sẽ hấp màu đỏ của củ dền trước. Các bạn chuẩn bị cho mình nồi hấp, cho nước vào đun sôi lên. Khi nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho sừng bánh vào hấp. Mình sẽ hấp trong khoảng chừng 5 đến 7 phút thôi. Sau khi hấp được khoảng 7 phút thì bánh của mình đã chín trong nồi phồng lên rất là đẹp rồi. Các bạn không nên hấp bánh lâu quá thì bánh sẽ bị chai nhé. Bây giờ mình sẽ gấp bánh ra ngoài và để nguội. Các bạn để bánh nguội, lấy bánh ra khỏi khuôn, sau đấy lại cho bột vào và tiếp tục hấp số bột còn lại cho đến hết nhé. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Mình đã có một đĩa bánh bò hấp vô cùng hấp dẫn rồi đấy. Trông rất là bắt mắt phải không nào? Mình sẽ bẻ thử một chiếc bánh ra để các bạn xem nhé. Rất là xốp này và có dễ che này các bạn nhìn có rõ không? Rất là thơm. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món bánh bò hấp này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.